Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào quý vị thiền hữu tri thức. Niềm vui sống hàng ngày nó không phải diễn ra quá hiếm hoi. Thực tế thì nó diễn ra trong từng khoảnh khắc của đời sống. Cho đến khi nào mình không còn thở, mình không còn khỏe, mình thực sự bất an và hoàn toàn bất lực, mình mới biết rằng những phút giây bình thường của sự sống là thiên đường ở trên nhân gian. Chỉ có điều mình không có chánh niệm để nhận ra từng khoảnh khắc sống đó. Sáng dậy, qua một đêm có hàng trăm ngàn người không còn bước xuống giường nữa, ngoại trừ mình còn mở mắt. Vậy tại sao mình không biết được, mình không nhận ra? Đó là một điều may mắn và mỉm nụ cười cho bản thân. Nhận ra mình còn đang sống, mỗi sớm thức dậy, đó là do chánh niệm mình có được. Thật là may mắn. Và nhìn đông nhìn tây, những người thương mình cũng tỉnh dậy, trong khi vô số người trên thế gian này mất người họ thương. Mà trong đó may mắn là không phải mình. Mình không mất, mình cũng không mất người mình thương. Một nụ cười thì thật là tuyệt vời thứ hai nữa cho mình. Thật là may mắn. Và bước xuống khỏi giường, mặt trời lên, trái đất quay, bầu trời cao, mây trắng bay, chim hót, lá xanh, hoa nở, hơi thở vào ra, điều kiện sống xung quanh mình, tất cả những gì hoàn hảo vẫn đang diễn ra như mọi lúc. Một nụ cười nữa vì cuộc sống đang hỗ trợ, đang yểm trợ, đang hỗ trì mình. Chỉ cần mình chánh niệm thôi, là mỗi một khoảnh khắc của đời sống nó hiếm hoi, nó trôi qua và nó vụt tắt. Nếu mình không nhận ra cái khoảnh khắc đó mình được sống, và mình được sống bên cạnh với những người mà mình rất trân quý, thì rất là tội nghiệp. Và mình đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa vời, mà trong khi hạnh phúc nó chỉ có thể luôn luôn là ở đây. Và có chánh niệm thì mới nhận ra cái điều đó. Cho nên khi mà mình đau khổ là biết trong lòng mình nó thiếu chánh niệm. Mình đi trên đường nhưng mình không nhận ra hoa nở, chim hót, lá xanh, mây trắng, gió thổi. Mình không biết là mình đang đặt từng bước chân trên đất mẹ, hơi thở đang vào ra, yểm trợ tuyệt vời cho cơ thể này được vận hành tốt nhất, cho tim này đập, cho phổi này thở, cho máu này chạy. Mà mình đi như là một xác chết là bởi vì trên cái vũ trụ thiên hà bao la này, dải thiên hà của mình chỉ là hạt bụi. Trên cái dải thiên hà đó, hệ mặt trời này chỉ là hạt bụi. Trên cái hệ mặt trời này, trái đất chỉ là hạt bụi. Trên trái đất này, chiếc lá này hay là mỗi một con người chỉ là hạt bụi. Và trong mỗi một con người này, giống như Khương Tân Hội nói ở trong cái bài giới thiệu về kinh Anapanasati, là mỗi một cái búng bóng tay là 960 sát na niệm. Và trong một ngày như vậy có tới hàng ức, tức là hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu cái suy nghĩ đến và đi. Tức là một suy nghĩ của mình nó chỉ là hạt bụi của những hạt bụi ở trong cái đầu mình. Nhưng mà không ngờ cái hạt bụi đó nó đi điên đường, nó giả vờ là một con người, nó khoét độc như một con sâu, con trùng ở trong não mình. Nó chiếm lĩnh toàn bộ cái vũ trụ trong bộ não mình, và nó chiếm lĩnh toàn bộ cái vũ trụ của thế gian. Nó quên mất lá xanh, hoa nở, hơi thở vào ra, bước chân đang chạm đất mẹ, sự sống đang đi vào và yểm trợ ta. Ta sống, người ta thương bên cạnh, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng sâu trùng của một ý niệm đó, vì mất chánh niệm cho nên ta không biết rằng ta nhiều hơn nó, và nó đã đồng hóa thành nó con người, nó sử dụng ta. Và ta nghĩ rằng bao giờ ta giải quyết được, ta đạt được, hay ta tranh thủ làm một cái gì đó để rồi ta hạnh phúc. Và ta lưu giữ, ta cất cái nụ cười của mình ở tương lai, ở ngày mai, ở một lúc nào đó,
cho không phải lúc này. Và ta dường như đi một đoạn đường với gương mặt rất dài, đau khổ, trong khi sự sống vẫn đang rất là sẵn lòng yểm trợ và nâng niu ta. Ta cất giữ cái nụ cười của mình vào trong nghĩa địa. Quý vị hãy thử một lần vào nghĩa địa, coi thử có nụ cười nào vang dội lại ở nghĩa địa không? Không. Ở nghĩa địa là cái nơi tang thương, hối tiếc, muộn màng và sầu khổ, vì họ đã thấy một đời họ sống cất giữ cái nụ cười của họ, nhưng cuối cùng ở nghĩa địa họ không cười mà họ chỉ hối tiếc. Nên hãy bằng chánh niệm một phút giây ý thức mình sống, cười. Cười có thể trong 3 giây. Cười. Cười có thể trong 3 giây. Nhưng mà chánh niệm thì trong tích tắc. Như vậy để kiếm được nụ cười, được hạnh phúc, niềm vui, không phải cần 5 phút, 1 phút hay 30 giây, cần 5 giây cười bằng miệng. Và chỉ cần 1 giây ý thức mình đang sống trong phút giây hiện tại này và nâng niu nó. Bởi vì nếu có một cái thứ mà ngàn năm trước chưa bao giờ có và tỷ năm sau không bao giờ lặp lại, đó chính là phút giây này, thì ta nên làm gì cho phút giây này nó đẹp hơn nữa? Hay ta chỉ nâng niu phút giây này và có mặt để hạnh phúc, và ta quý hóa lắm mới có được phút giây quý hóa này, và mỉm nụ cười cho ta. Ta hãy mỉm nụ cười cho một cái điều chưa bao giờ xảy ra và không bao giờ xảy ra. Hay ta nên lấy cái điều này để làm gì cho ta hạnh phúc? Hạnh phúc nó luôn ở đó. Có điều ta chánh niệm thì nhận ra, chứ không phải tìm cầu. Và khi mà mình sống có hạnh phúc là biết trong lòng mình có chánh niệm. Và thiếu hạnh phúc là bởi vì mình thiếu tỉnh thức. Bây giờ hạnh phúc là kết quả của tỉnh thức. Cho nên đừng đi tìm kết quả mà không gieo trồng cái hạt giống và nguyên nhân. Và hãy cứ tận tình tận tâm gieo trồng, thiết lập cái hạt giống, cái nguyên nhân đó, hữu xạ tự nhiên hơn. Kết quả hạnh phúc sẽ theo sau bước chân của tỉnh thức. Đó là vì sao mình chánh niệm. Và sống được với một người có chánh niệm là quý hóa vô cùng. Và đó là món quà mình có thể tặng cho người mình thương. Cho những người mà đi ngang qua mình, cho những người mà hại mình, thương mình, cho cuộc đời. Thậm chí mình đứng với một chiếc lá, mình có thể có mặt cho chiếc lá, cái thứ mà chiếc lá nó tự động, nó xinh đẹp, như cái hoa nó cũng xinh đẹp, nhưng nó không nhận ra. Và mình có mặt ở đó, và mình lấy cái chánh niệm tỉnh giác nhận ra như một năng lượng sống tỉnh thức này thêm vào trong chiếc lá. Chiếc lá nó sẽ rất là vui, bây giờ nó không có khả năng làm gì đó. Và nếu mà mình truyền một năng lượng tỉnh thức vào trong chiếc lá, nó hơi khó hiểu, nhưng mà nó thế này: nếu mà chiếc lá nó có thể vui mừng bởi vì mình có một cái năng lượng tỉnh giác cho nó, thì cũng giống như vậy. Nếu mình nhận ra bằng chánh niệm người thương mình ở đó, con chó ở đó, nó chạy tới nó vui mình với mình, bất kỳ một người nào mà mình nhận ra sự có mặt và mình trân quý nâng niu họ, họ cảm ơn mình vô cùng, chứ không phải là món quà mình tặng, mà họ đã là món quà. Và mình hãy nhận cái món quà đó một cách trân quý. Mình không cần thêm một món quà nào nữa cả, bởi vì sự sống là món quà tuyệt vời nhất. Mình hãy yêu cuộc đời này, bởi vì cuộc đời này, cái mà mình gọi là cuộc đời của tôi, nếu thiếu chánh niệm, mình tưởng nó dài như thế này, bất tận, mình tưởng nó to lớn hơn cái đất này, nhưng thực chất không. Bằng chánh niệm mình sẽ nhận ra cái gọi là cuộc đời của mình nó chỉ trong một chốc lát, như sáng hoa nở, tối hoa tàn. Và cái gọi là cái tôi bản ngã của mình là không thật có. Cho nên hãy mỉm được cười. Trước tặng cho mình, sau bằng chánh niệm hãy tặng cho người, và nhận ra mọi thứ xung quanh là món quà tuyệt vời. Và ta lúc nào cũng hạnh phúc, làm gì có khổ đâu. Nếu có khổ đâu thì bằng chánh niệm tách ra, và cũng từ đó chuyển hóa lấy mình. Nam mô A Di Đà Phật.